4 bước xử lý khi trẻ sơ sinh bị sặc sữa lên mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Sặc sữa ở trẻ sơ sinh là một tình trạng rất phổ biến và thường gặp. Nếu không được sơ cứu kịp thời hoặc đúng cách có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ. Vậy, cần làm thế nào khi trẻ bị sặc sữa lên mũi? Dưới đây là 4 bước sơ cứu mà Bộ Y tế khuyến cáo. Bước 1. Cha mẹ hoặc người chăm sóc cần nhanh chóng loại bỏ sữa ra khỏi đường thở của trẻ, càng nhanh càng tốt. Việc sơ cứu chậm, không đúng cách hoặc không kịp thời có thể làm sữa đi sâu xuống đường hô hấp dưới gây khó khăn trong việc loại bỏ. Sau khi đã loại bỏ được lượng sữa ra khỏi đường hô hấp của trẻ thì có thể dùng miệng để hút lượng sữa còn đọng lại ở mũi hoặc họng. Bước 2. Sau khi đã hút xong cần kích thích thật mạnh để cho trẻ khóc lên. Điều này nhằm mục đích là loại bỏ hết các dị vật ở đường hô hấp của trẻ. Bước 3. Nếu sau khi hút sữa mà trẻ vẫn còn tím tái thì cần nhanh chóng cho trẻ nằm sấp xuống. Đầu trẻ khẽ cúi về phía trước và cúi lên cánh tay của người mẹ. Sau đó, vỗ mạnh liên tiếp 5 cái vào sau lưng của trẻ, tiến hành lật người và quan sát trẻ. Bước 4. Trong trường hợp nếu trẻ vẫn còn tím tái thì cần ấn 5 cái liên tiếp vào vị trí ở dưới ngực và giữa hai xương ức của trẻ. Quan sát, nếu trẻ vẫn còn thấy khó chịu thì cần thực hiện động tác trên 6 lần liên tiếp và lưu ý mỗi lần chỉ được ấn 5 cái, không được ấn quá mạnh. Nếu trẻ đã khóc được và không còn hiện tượng tím tái nữa thì có thể chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi về sức khỏe. Like và share Pet Central Pharmacy để cập nhật những thông tin y dược nhanh và chính xác nhất. Central Pharmacy, thuốc nào tốt, chúng tôi đều có.